Huyện Thống Nhất, người ta lại thấy khá đông một nhóm các bạn trẻ đứng thành hàng ngay ngắn, cùng nhau làm theo hướng dẫn của người thầy giáo trẻ. Với những ai thường xuyên đến công viên, chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm gì với lớp võ hiện đại của Trịnh Văn Đức, sinh viên năm cuối trường đại học FPT, bởi lớp học này đã được duy trì từ tháng 9 năm 2012. Xuất phát từ cái việc mà thấy các bạn sinh viên, tức là rất là nhiều em sinh viên mà đi muốn đi học võ nhưng mà do điều kiện kinh tế nên là các em nó không thể tham gia được các cái lớp võ. Cái thứ hai là bây giờ hiện tại thì các cái tệ nạn xã hội rất là nhiều. Từ lúc đấy thì em nhận thức được là cái vấn đề tự vệ rất là cần thiết nên là em đã mở ra cái câu lạc bộ võ hiện đại. Trước các bài học cụ thể, Đức và bạn trợ giảng luôn biểu diễn lại một loạt các thế võ tự vệ cơ bản trước sự chăm chú theo dõi của các học viên, giúp họ ôn lại những gì đã được học. Trời tối lúc nào không hay, công viên đã lên đèn, nhưng có lẽ chẳng mấy ai quan tâm. Cả lớp tiếp tục chia thành nhiều nhóm nhỏ, tùy theo trình độ và thời gian tham gia, để thực hành kỹ hơn các thế võ mà họ đang luyện tập. Ngành học của em cũng hơi vất vả, phải học cả ngày cho nên là đến buổi chiều đến đây thì em cũng là xả thật chết, rất là thoải mái ạ. Sau một thời gian tiếp xúc với lớp võ thì em thực sự là thấy yêu mến lớp võ này ạ. Và em cũng muốn là được học ở đây một thời gian lâu nữa. Những lúc mệt mỏi quá ấy, thì thầy hay cho nghỉ ngơi và thầy kể những câu chuyện về sau này, về những cái kỹ năng cho cuộc sống ạ. Ngoài cái việc mà các em đã được hỗ trợ các kỹ thuật trên lớp thì lớp tổ chức rất nhiều các buổi offline mà để cho các em làm quen với nhau. Ngoài ra thì lớp còn tổ chức các cái buổi đi chơi picnic, hướng dẫn về các cái kỹ năng mềm, các kỹ năng về cuộc sống, các cái buổi về định hướng nghề nghiệp cũng như là cái việc mà chọn ngành chọn nghề rồi ra xin việc. Võ hiện đại chia thành 18 trình, học viên thi qua được trình 8 là đã có thể trở thành trợ giảng. Và đến nay thì lớp học đã có thêm rất nhiều trợ giảng cùng thầy Đức hướng dẫn cho các bạn học viên. Bởi mỗi buổi học thường có tới 100 đến 150 bạn tham gia. Học được một thời gian thì thấy em cũng học nhanh thì anh cho em lên đi hướng dẫn cho các bạn mới sau ấy, thì mình cũng giúp đỡ mọi người thôi. Vì đây là một chương trình dành cho sinh viên thì hỗ trợ cho sinh viên. Anh chắt lọc từ trong ở quân đội rồi ở các môn võ khác ấy, những cái nào hay, đơn giản, dễ tập và nói chung nó thuận tiện cho những cái sức khỏe của các bạn nữ sức khỏe yếu ấy. Ở đây rất chia nhiều bạn nữ đi tập, nữ nhiều hơn nam thì các bạn nữ sức khỏe yếu hơn thì cũng tập rất chia dễ. Mà khi đi học võ này thì em cảm thấy nó giúp được mình nhiều cái kỹ năng hơn, đặc biệt là cái tinh thần đoàn kết trong cái khối sinh viên ấy. Ngoài công viên Thống Nhất và trường đại học Sư phạm Hà Nội, Đức sẽ sớm có thêm địa điểm học thứ 3 ở Hà Đông để một số các bạn sinh viên không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lại. Tuy nhiên, mong muốn lớn lao hơn của chàng sinh viên gốc Thanh Hóa là mỗi trường đại học sẽ có một lớp võ hiện đại miễn phí do chính các bạn học viên tổ chức, để những ai yêu thích võ thuật đều có thể thỏa sức tham gia, tăng cường sức khỏe và học hỏi thêm các kỹ năng mềm cho cuộc sống.